đéo gì phải hiện nhỉ. Chậm ngày cơ mà. Chai rồi nó như nào? Ăn nhìn nhau cái gì đâu. Từ bắt đầu lúc nó lia ấy. Gật. Chai có gì mà giật cả. Nói chung là quay máy anh. Cắt. Biết rồi, đúng rồi anh ấy. Nói chung là nếu mà quay nâu nâu thì nên quay iPhone hơn. Nhưng mà iPhone nó em đời cao nó cũng hiện được chứ. Mày nó không cần Trung Quốc, Junior được. Happy birthday. Happy hả anh ơi? Happy. Cái này có gì chân chú? Cái này